tâm tình, đã tâm sự cái loài chim biển với mấy ổng rồi đó. Thì ngày hôm nay Kim Hoàng tiếp tục kêu gọi nhé, là dành cho các anh lính Việt Nam Cộng Hòa, các anh là những vị anh hùng thật sự của Tổ quốc. Bên phía bộ đội họ cũng nghĩ họ là anh hùng, chỉ có điều là họ bị lừa mà thôi. Thì qua cái chương trình này, qua cái đài truyền hình của Đảng Cộng Hòa tại Pháp Quốc, được phát đi tại Pháp Quốc, thì Kim Hoàng mong các anh hãy liên lạc với Kim Hoàng mỗi ngày mỗi nhiều, dù các anh hoặc là những người hàng xóm. Quý vị có nhìn thấy các anh lính Việt Nam Cộng Hòa, tôi dùng từ các anh lính Việt Nam Cộng Hòa, vì khi mà Cộng sản đánh chiếm họ còn là những chàng trai trẻ, những chàng thanh niên, những người trai trẻ của chúng ta, thì họ luôn luôn là những người trẻ trong mắt chúng ta. Các bạn. Thì thưa quý vị, là Kim Hoàng có mong biết con này là những người con dân nào Việt Nam, các cô chú Việt Nam, các em nhỏ Việt Nam, nó, các anh con chị này Việt ở Nam, bên Pháp. Nếu thấy những người Việt Nam Cộng Hòa ở đâu đó, họ làm gì, họ đang đi làm thuê, làm nó mướn, đang nói không nó có là chỗ ăn, chỗ ở, president, phải ngủ nhờ, là nhà thủ tướng, chủ tổng cho thống họ nhờ, vân vân. Nhưng đừng bao giờ quên họ chính là những vị anh hùng của Tổ quốc. Quý vị đã thấy là khi Kim Hoàng lên đây kêu gọi là chưa lâu, mới có mấy hôm thôi, nhưng mà con số lên rất cao, rất nhiều. Họ lặn lội, họ tìm kiếm Kim bằng mọi giá, phải tìm kiếm được Đảng Cộng Hòa để gia nhập vào Đảng Cộng Hòa, để đi cứu lấy Tổ quốc của mình. Chào thì các em nha, chào tất cả các bạn. Quý vị có thấy đấy, người yêu nước, con người yêu dân tộc của mình, thì cho dù chúng tôi có tứ cố vô thân, tất cả nhà, chúng tôi không nhà cửa, chúng tôi không chào có chỗ ngủ, con này ở bệnh chúng tôi vẫn nào là những vị ở bên Pháp, của nhân dân, con này ở bên Úc có Nam, một ông tên là Cho Nguyễn. Chính vì thế mà Kim Hoàng mong là tất cả ở bên Pháp có một con Nam, này, nếu quý vị nhìn thấy những anh hai những người anh bị ta, bị tổng tổng giống nhau, đừng xem thường họ, vì họ chính nhưng là mà cái ông kia ông tổng ông ấy lại Kim nói nhiều về cộng sản và cái cách tiếp cận của họ, ông ấy quay ông nói tốt cho cộng sản, nó bào mòn cái trí não phần nào, nhưng mà họ vẫn nhìn rõ là một cái người cương quyết. Từ ông đó mà Lê Sáng mới biết được con này cương quyết và quyết ông đoán. Nói là con này là nó đứng là, lên là nó nói nó lãnh đạo cho chúng ta. Và tôi cũng tiếp xúc qua khá là nhiều một số người, đó là họ làm chức sách, tôi dùng từ chức sách, tôi không nói họ là cấp bậc gì, từ việc cộng sản các bạn xem Ngô Kỳ nó chửi Hồng Y giáo chủ sống à, trong nước, ông nào làm cái gì đấy, họ vẫn là những anh hùng làm cha đạo, dù có bị cộng sản vùi dập đến thế nào, con này ba mươi mấy tuổi nó sang họ Pháp vẫn là những vị anh hùng của Tổ quốc, mà của nó không biết Việt nó Nam, xuất thân cái kiểu gì, thì anh lấy thằng chồng người Tây sao. Thì qua cái chương trình này, Kim Hoàng mong Kim Hoàng sẽ nhắc lại, em sẽ đọc lại cái số phone của em trên này nhé. Kim Hoàng sẽ đọc lại số phone, và nếu người dân bất cứ quý vị là ai, quý vị có thể cho mượn máy cho các anh lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, mượn máy của quý vị cũng được. Quý vị có thể giúp họ nhắn tin cho Kim Hoàng, hoặc là quý vị có thể nhá máy thôi. Nếu quý vị không muốn tốn tiền của quý vị, chỉ quý vị chỉ cần lấy cái điện thoại của quý vị giúp những anh lính Việt Nam Cộng Hòa nhá máy cho Kim thôi, thì Kim lập tức Kim sẽ gọi lại vào cái số phone, nếu đó là số phone ở Việt Nam quý vị nhé. Chứ số phone ở hải ngoại thì họ cái sẽ nãy đi xả vào Facebook của nó, không biết tại sao ấy vào không được nữa. Nó có số, cái số phone của Kim Hoàng thì cũng không thay đổi. Nó nói cách cho gửi tiền cho nó. Pháp Quốc 7 68 62 72 59. Kim Hoàng nhắc lại lần nữa nhé. +33 7 68 62 72 59. Đó là số phone của Kim Hoàng. Thì dạ đúng con rồi, +33 đây. Tuổi méo Kim Hoàng nhắc lại lần nữa, lần thứ 3 nhé. Nó cứ lừa đảo nhau mà 68, hình như cái 62, bọn này nó 72, chống 59, cộng, nó toàn bị tương tổng hay sao? Là ai? Quý vị là người như thế nào? Không cần biết, quý vị chỉ cần giúp những người Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là chính các anh lính Việt Nam Cộng Hòa mà có được tương tổng quý bác, hay là vân vân như thế nào đó, em không quan tâm. Điều em quan tâm là chúng ta là con này nằm neo, nhìn em thế thôi, nhưng em cũng là một cái kẻ chuyên chính vô sản thật sự đấy. Chắc em sang đấy bị tổng con mẹ nó rồi, sở hữu vật cuộc chất, sống em khó khăn khổ sở quá, và sở hữu cái tâm hồn của người khác để trở thành một vị anh hùng của nhân dân đấy. Chắc nhìn em thế này thôi, xa rồi. Cái bọn này nó như em ngáo ngáo, em không sở hữu bất cứ cái tài sản gì mà gọi là nó lớn lao đâu, cho nên là các anh đừng suy nghĩ, đừng lo lắng nhé. Chúng ta tuy là những người không sở hữu vật chất, nhưng chúng ta là những kẻ đi cứu nước. Chúng ta là những gã điên, chúng ta là những kẻ điên, thì chúng ta mới đi cứu nước, đúng không? Cho nên là các anh đến Việt Nam Cộng Hòa đừng e ngại nha. Dưới mọi hình thức các anh phải liên lạc với Kim. Đó, thì nếu mà mượn được cái số phone của ai đó, nhá máy cho Kim cũng được. Thấy chưa, khi mà nhá máy một cái thôi thì Kim lập tức Kim sẽ gọi lại liền. Trừ khi là cái giờ Kim đi ngủ, Kim nhắc luôn cái giờ ngủ ở bên này để cho các anh biết nè. Từ 12 giờ trưa ở Việt Nam, các anh đã có thể liên lạc với Kim.
À, tức là 6 giờ sáng bên này thường thường cái mọi người là 5 Ai giờ buồn sáng cái buồn mọi người gọi rồi, phone trêu nhưng mà nó 5 giờ cho sáng thì dậy vui. biết rồi, cái miệng còn chảy ke đó, rồi đi xuống lầu rồi còn phải đi làm những cái việc cá nhân vân vân á, thì cứ từ 12 giờ trưa ở Việt Nam là các anh có thể gọi cho Kim, được chưa? Từ 12 giờ trưa ở Việt Nam chắc chắn một điều quý vị sẽ, các anh lính Việt Nam Cộng Hòa sẽ gặp được Kim. Chào anh Phạm nha, chào anh Phạm mới vô. Thì đó là những gì mà Kim Hoàng muốn nhắn nhủ với Con các anh này lính Việt Nam nói Cộng xong Hòa rồi của chúng một ta, đó lúc là chuyện nó đầu tức tiên mà nên Kim Hoàng nó phải như nhắc con nhủ. điên giống ngô À, kể và rất là uổng phí cái livestream nãy nó đã bị hư, thì Kim Hoàng phải nhắc lại một chút xíu, thì mong quý vị chịu khó nghe tí, dù chúng ta đã nghe lúc nãy rồi nhưng thôi giờ Kim cũng nhắc lại để cho mà để khi mà nó qua bên cái YouTube thì có nhiều người người ta nó nói là sẽ tiếp nhận được. Thưa quý vị là nó chúng ta chỉ xin nhận có được 2 phần 3 giấy. thôi. Kim Còn Hoàng nhắc nãy nên sơ nên với xả chính xem quyền, cái đó clip của là chính quyền nó thì bảo thật nó sự đó là xin được những người giấy mà để anh nó Phạm làm người ta thủ dùng cái tướng, tình làm cảm tổng thống à, của để Việt giúp Nam được Cộng các Hòa. thứ biết một điều cực kỳ đơn giản, siêu đơn giản mà có thể Ôi ai cũng giời có ơi, thể hiểu được, đó nói là chuyện nếu như chúng ta con giúp điên được, này chúng giật ta phải có mình. một đảng phái đối lập Không với biết đảng phái mà đã chúng ta ai muốn tranh lật luận với đổ, nó chúng chưa ta thì muốn nên sao giải không tán. biết. Tôi dùng từ là giải tán Còn thôi, cái bởi vì vụ mấy anh thủ lĩnh em nói nếu em dùng cái từ lật đổ á thì phải dùng cho người dân Bắc, bởi vì cộng sản là ở ngoài Bắc, tổ quốc của cộng sản chúng ta có thể gọi nó ở ngoài Bắc, chứ trong miền Nam cộng sản nó không có tổ quốc, cộng sản nó không phải trong này, nó phải là của người dân miền Nam, của dân Nam Việt chứ không phải là của cộng sản. Thành cho ra nếu mọi mà nói người chúng ta nói xem thật là cho nó chuất phế nó, chúng ta đuổi chúng ra những người khỏi sang cái bên này nhiều tổ người bị quốc của ngã chúng ta kiểu thì đó là này. chính xác nhất. Còn khi mà chúng không chịu đi nữa thì lúc bây giờ chúng ta mới dùng những cái biện pháp mạnh như là đầu rơi máu đổ, ví dụ vậy, đúng không? Đó là cái điều mà các anh ấy chia sẻ với Kim. À, thì thưa quý vị là Kim Vừa vừa nãy Hoàng, xem cái này nữa cơ. chúng ta Vừa nhắc nữa. lại một chút xíu về cái vấn đề xuống đường, thì thưa quý vị là để xuống đường chúng ta chỉ cần hiểu một điều cực kỳ đơn giản, nhanh gọn lẹ mà ai cũng có thể hiểu được, đó là gì? Thưa quý vị, khi xuống đường để truất phế một cái đảng phái nào đó thì chúng ta phải trước tiên là chúng ta phải có một cái đảng phái đối lập, đúng không? Một đảng phái đối lập. À, thì nếu mà chúng ta không có một đảng phái đối lập thì cái bàn tay ma mãnh của cộng sản chúng chưa buông thoa, hoặc là chúng đổi màu, hoặc là chúng làm bất cứ cái điều đó, quý vị đã thấy đấy, trấn áp, bỏ tù, bắt giam, rồi thì Vừa nãy anh Ngô và Kỳ những cái gì anh hùng của chúng ta chửi hiện nay Nguyễn chúng Thái ta Hợp tồn khá là nhiều, đúng không? Các vị anh hùng của chúng ta thường bây giờ đã vào tù rất là nhiều, vui đã lắm trở thành những cái tù nhân chính trị, nhưng những cái người tù nhân chính trị của chúng ta thì lại không bao giờ rồi đi đây được đến các bến bờ tự do, thay vào đó lại là những mật vụ cộng sản được đưa ra rồi với cái chiêu bài là tù nhân chính trị để đi ra nước ngoài, đúng không? Cho nên là chúng ta luôn luôn dính chấu cộng sản. Tôi nhắc lại nhé, người Việt chúng ta dính chấu từ A đến Z, từ những cái hội nhóm cực mạnh như như là mới cái hội cái mới nó chửi cái Nguyễn Thái họ Hợp có liên lạc với Kim Hoàng để mà chửi những xem là cái chúng bạn ta có cấu kết kết cấu với nhau được hay không ở bên Mỹ, mẹ, rồi ở các cái quốc gia khác đã từng có những cái hội nhóm cực kỳ lớn, họ đào tạo quân ở Thái Lan, ở Lào, đó, Campuchia, mất vân vân à? Vân vân, nhưng họ vẫn đâu thất rồi bại dưới tay cộng sản. Bởi vì do cái sự cài cắm của cộng sản và do chính những cái người gia đình của mình, chứng những chính những người thân của họ, tôi ví dụ như là đây. Nếu các bạn xem này chưa, anh Đức mày Maria là hình ảnh của những người Công giáo phải không, thì ông đem Đức Đức Bà qua ngay đây đây đây, ôi trời, mình ở nhà tên Lucky à, Lucky đó là lắm tàu cộng và Việt cộng thì dân tộc chính hỏi anh nói cho rõ ra. Thì thật sự mà nói vấn đề là tiền lễ hậu bình, tôi cũng vậy, tôi làm việc bao giờ tôi cũng lịch sự trước tất cả đàng hoàng đâu ra đó. Đâu rồi, nó chửi hay lắm. Khi mà đã không nhận chấp thằng này đó. Đúng là thằng cái gì nhỉ? À, do đó bây giờ đặt Ngô Tính là bào chữa viên. Do đó anh muốn khoe, anh muốn khoe là anh được anh đàn cho cô em này nó hát. Chống Đàm Vĩnh Hưng, giờ Đàm Vĩnh Hưng mua nhà bên đấy đấy, sang đấy, không cầm giờ mấy cái thằng này, nhưng mà nghe nó chửi Nguyễn Thái Hợp này. Là người hâm đàn, hâm hát, rồi thích đi đánh cộng đồng này nọ, mà phải chống lửa chứ, các cái sự chống lửa nó mất mát, không chúng ta không đắc cá hai tay được, không thể đắc cá hai tay được. Mà như anh nói hồi nãy về mà Việt Nam mà về Việt Nam mà tổ chức giờ học này nó bảo là Nguyễn Thái Hợp sang xin cả triệu đậu đô của bọn bọn chúng nó. Nó cho đi quý vị có tưởng tượng nó có cộng sản nó có cho một ông giám mục mà chống cảm đi lắm. Nhật rồi đi Mỹ rồi đi bố mẹ các nước con rồi đi qua thụy sĩ không quý vị, tôi không nghĩ vậy, tôi không nghĩ là cộng sản mà nó quá tự do vậy. Đấy, nghe nghe vụ này chửi đạo Công giáo mới hay cả đi ngày nào nó cho đi, nghĩa là nó dùng cái ông này để đi tuyên truyền cho cộng sản thì có chắc nó không thể
để mà nó đưa một ông để mà đi ra ngoài để mà chống nào đó. Bằng chứng là lắc đang ngồi giá, chúng ta sẽ có cái video này thì quý vị sẽ coi, quý vị sẽ coi là ông ta tuyên bố như thế nào về vấn đề là ông không có chống đạo, ông không có kẻ thù, ông theo lời Chúa, ông không có kẻ thù. Do đó vấn đề đặt ra là chúng ta không chấp nhận một người đấu tranh mà nói đi. Tôi không có kẻ thù, chúng tôi đem tình yêu của Chúa, tôi là người công giáo được, Chúa dạng là đem sự thật, đem tình yêu đến sự thật. Nói đúng rồi, người đó. Rồi ông ta nói rằng quý vị phải nghe chính lỗ tai quý vị, ông ta nói là tôi không thể tôi không thể xuống nữa nói giải giọng cho đi, tôi không thể là trực tiếp vào, nó nói rất là đều, rất là coi không lo lắng quý vị, nó có xứng đáng lãnh đạo tôn giáo hay không. Tôi nghe đây đầu lớp nó là con trời, nó là con chó sói, nó đầu lớp cừu để nó lừa đảo đồng bào. Bây giờ tôi đã nói rồi, quý vị nghe lời tôi nói. Không hiểu ngô kỳ. Thằng này nó trả hết tiền cho đồng bào phải gọi. Có tiền không mà nói mà này. Tôi lắm cả triệu đồng bào. Thì nó rảnh nó làm gì, nó cứ ngồi nó nói. Nếu mà YouTube mà có quảng cáo thì nó được tiền. Nó lắm cả triệu đô la. Đất ơn về sao mà từ ngày anh nghe nói gì về biểu tình chống phục mô sai nữa không? Anh nó nghe. Cái sao ví dụ mà 2014, 15, 16 gì đó. Hãy im luôn. Rồi bây giờ lát nữa mình sẽ chiếu cho đồng bào qua những tấm hình. Nó ngồi với cộng sản, nó bắt tay cộng sản này nọ, chấp nhận được hay không? Như vậy làm sao đồng bào đấu tranh? Đúng rồi, làm sao mà chấp nhận được? Nó là tổng giám mục. Đúng rồi. Nó là giám mục, chức lớn đức cha này nọ. Thì giả sử tôi rất là đồng chí Ngô Kỳ. Tôi rất là thở mở, chứ tôi không quá khích đâu. Giả sử tàn cộng sản nó muốn ao bế ổng, lấy điểm ổng, thì nó dẫn phái đoàn thần tỉnh, quỷ, huyện, quỷ, ủy ban nhân dân, tỉnh, sở này tới thành, tới ngay cái giáo sứ ông cũng được. Tham, tham đức cha, tôi tới, tôi quý đức cha. Ông này tới rồi vòng tay, rồi nó ngồi, nó dơ cái bụng phình ra, rồi nó ngồi dậy ra, đúng, rồi thưa ngài, rồi thưa này nọ, thưa quý vị, chúc không? Tôi hỏi như vậy làm sao quần chúng? Nói nhanh lên mày ơi, trời ơi, sốt ruột quá, trời. Bây giờ cái thằng to đào cũng đi đây với cộng sản vậy, làm sao chống nó? Đúng rồi. Đi đây mà tôi đã nói sao? Rồi sao lờ cả triệu đô cũng được đi. Mẹ, nó chúng mày ngu, chúng mày chết mẹ, chúng mày đi. Nhưng nó đừng xác động đồng bào biểu tình. Hello, nó đừng có tất cả các bạn thế động lên các cuộc đấu tranh. Nó đừng có lợi dụng cái danh nghĩa đấu tranh, lãnh đạo đấu tranh rồi đi ra hở bỏ đi xin tiền. Đang chứng lắm nữa quý vị coi. Đúng rồi. Nó lãnh bao nhiêu tiền. Rồi nó lên đà, mà đây là SPT của Trúc Hồ. Nó có toàn dân cộng sản thân à. Chết mẹ cho mày chơi. Đâu đây cũng băng này nhá, đưa cho cộng sản thế. Tôi qua hệ ngồi tôi tuyên truyền nghị quyết 36. Tôi biểu định không, tôi không có chống đối với cộng sản. Ngô Kỳ đòi 10 đồng từ Đức Thái Hợp nhá. Các tổ chức đâu cần cộng đồng này. Nói còn cái gì cho tiền tôi để về tôi đảo trắng cộng sản. Tôi 10 đồng. Không phải chẳng được mặt. Nó nghe buồn cười lắm. Rất là vô liêm sĩ. Để TV. Cái này TV. Bà TV anh chưa chắc thằng này anh cũng có tội đó. Anh cho nó là hiện diện đến đây anh cũng có tội đó. Trời Nguyễn Thái Hợp nhá. Mời quý vị nghe. Okay. Bình tĩnh quý vị nghe kỷ. Nha. Quý vị nghe từng lời nó nói rồi chúng ta quý vị input, quý vị cho ý kiến của quý vị để quý vị nhận định về cái thằng này có chết thằng này như thế nào. Hỏi câu hỏi. Đó là trời ơi, chửi nhanh lên, sốt ruột quá. Đó là cái đó là cái mà kinh nhiều. Mà tôi là chơi. Nghĩ là thôi ông này đừng nói nữa để ông Ngô Kỳ á chửi cho vui. Đây... Chửi. Mẹ đã êm ru, chả thấy một cô xa nào là dân vẫn chết, cá vẫn chết, rồi biển cũng chết. Thôi bây giờ nó đi rồi, bây giờ lại đưa nó qua cái cài qua bên cái giáo phận gì đó. Rồi bây giờ đã đưa ông giám mục khác Nguyễn Hữu Lam về thế đoạn đó, này, đồng với có tùy em lắm. Tu là linh mục. Hà Nguyễn xem nữa. Nhưng tôi thờ Chúa, tôi kính Chúa, yêu người. Chứ không phải đi bờ đít mấy thằng này, tung bố mấy thằng này. Đúng rồi. Chúng ta phải lột lạc ngạ mấy thằng này xuống. Lột bỏ mẹ đi. Thằng Đức giám mục phao lồ Nguyễn Thái Hợp. Tôi thách đố các cha, các thầy, các tín hữu công giáo này, lấy nhóm tôi đi. Một tỷ đây. Số phone là 4-714-404-7022. Đúng rồi. 714-404-7022. Email tôi là ngokỷkali@gmail.com. Ngokỷkali@gmail.com.
Ok, số phone tôi tập lại 714-404-7022. Đấy các bạn nghe số phone nhá, gọi phone sang nói chuyện với anh nhé. Bất cứ một tôn giáo nào họ, nhưng mà chúng tôi nói về cái cá nhân ông này. Những người công giáo nghe. Và chúng tôi là những người làm truyền thông, những người đấu tranh. Chúng tôi nói về vấn đề đấu tranh thôi. Tại vì thường thường tôn giáo họ không có đụng tới những cái gì nó ảnh hưởng tới chính trị. Vậy mà cái thằng cái gì cha tân gì á mà nó kêu người ta đi biểu tình, nó không động mà mở bố cho mày à? Đất mẹ, tôi tặng anh được một mặt bàn cầu xin đất mẹ để mà cha chở ban ân lành cho những người lính biên phòng, lính biên phòng cộng sản. Mà trong khi lính biên phòng là giết bét bán chết bao nhiêu người ngư dân này nọ đồ này nọ, đất mẹ nào đi với mà bắt mấy đây đất mẹ ra đi gà đất mẹ vô mấy chuyện đó. Rồi trong khi đất nước chúng ta, đất nước đang gặp khó khăn, cho ông làm như thương xót cái thằng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, thằng Nguyễn Phú Trọng. Không vợ xem cái clip một mình chia sẻ mà ông là người lo vấn đề giáo dân, giáo vấn đề phục vụ Thiên Chúa. Ông ngồi nhà thờ cha biểu ông tới gặp thằng tỉnh quỷ quyền quỷ chứ anh kéo xuống cho Facebook tôi anh chiếu cho đồng bào qua cái đó tới qua. Đứng dằn tay đó rồi mấy thằng quyền quỷ tỉnh quỷ ngồi dơ bụng dơ rúng ra đó rồi đứng cung phụng nó là sao đó, rất là buồn. Hai thằng ấy dưới phơi rốn à. Do đó vấn đề chứ không bị trời tiếp đi, ôi trời ơi dài dòng quá. Ông đâu nói gì khác, ông đốc hồ đen tình yêu xóa ta hàng thù. Ông nói đó, đức mẹ, đức Chúa nói hạ chúng ta hãy yêu kẻ thù. Nhà Giô-su đâu đồ đúng rồi, Chúa nói thế đúng. Tha bao dung tử tế, ngay cả đối với kẻ thù chúng ta không đoạn có này thù. Đòi tiền. Hình như đoạn này đòi tiền. Thứ thì đi biểu tình làm gì, chúng ta chống ai? Như vậy chúng ta đang chống ai, quý vị? Chúng ta đang chống cộng sản. Mà ông nói đó ông đứng đó đó đứng với con Hồng Xuyến con Xuyến Đông. Xuyến Đông là ủy viên trung ương của Đảng Việt Tân. Tôi hỏi quý vị hãy rằng chửi đi trời ơi chửi nhanh lên sốt ruột quá để cho finish chứ mình phải chứng minh cho thế giới thấy là cộng sản nó giết người, nó bắn là phục mua giết xa mạp để mà lọc biển người chết cái, mình phải chứng minh sự thật chứ. Mình có sự thật mình mới đi có sự thật cháu đâu mà chứng minh thì tôi hỏi anh đó có phải anh là ông mấy chục năm rồi ông muốn che giấu những tội ác cộng sản không anh thế? Đâu có sự thật đâu mà chứng minh. Ông vừa nói có miệng ông rất là môi mép ông làm rất là thánh thiện, do đó những người nghe nên đâu hiểu số tuyệt họ nghe họ su ta cái đoạn tín đồ công giáo nghe theo cái đó đúng rồi phải không? Tại vì công giáo là một nhà. Nói đúng. Cho nên ngày xưa thằng Diệm nó mới lừa đảo được dân công giáo ở ngoài miền Bắc di cư năm 54 đó. Mỗi chùa tự tu. Nó bỏ Chúa và Nam á. Không phải tu theo ông Tăng. Đúng rồi. Cho nên có ở bên Phật giáo nó gọi là tu Phật, tu Pháp, tu Tăng. Cái chính là thôi ông này đứng nói để cho Ngô Kỳ nó chửi á. Ta nghe. Là đi cầm bưng bô cho cộng sản. Cầm câu cho cộng sản. Cho đó đầu năm còn bọn này bưng bô cho cầm cu cho bọn cộng hòa đúng không? Cầm đến được. Đi sợ vũ trường lắm. Anh Chris, cảm ơn anh cho phương tiện có cơ hội để tôi với anh để nói những chuyện này. Chắc tôi nghĩ rằng một mình tôi nói chính vì vậy mà tôi làm livestream một thời gian một mình tôi rồi nhiều thì tôi chịu không nổi. Nhiều chuyện nữa. Chịu không nổi rồi. Khó chịu lắm. Các bạn đi vào chỗ cái gì Đức Giám Mục Nguyễn đấy. Thái Hợp và giờ nhạc sĩ Ngô chúng ta không nói ai nói anh thì chờ cờ bây giờ tôi mời quý vị bỏ 5 phút để nghe lại để một lần rồi quý vị có thì giờ tao muốn mày chửi cơ nghe cái mẹ gì kỹ, Đức Giám Mục này cũng làm lèn theo Đức Giám Hoàng Bê La Mã à đó vậy không bao chửi vậy. Ông La Mã, Đức Chúa Hoàng là Đức Chúa Hoàng La Mã, ổng ở bên Ý, bên La Mã không liên hệ với đất nước chúng ta hết chứ. Dân tộc chúng ta là dân tộc chúng ta, đúng người rồi. Việt Nam là người Việt Nam. Đúng rồi. Mà cũng không có gì bảo, cũng không có gì chứng minh rõ ràng đấy. Mà cái chuyện đó không phải là vấn đề. Mà chính hồi nãy anh nói, Đức Chúa Hoàng Đệ Lục có phải không?
bà Thatcher bên thủ tướng bên Anh Quốc đó đã kết hợp nhau để mà đánh sụp đổ cái thằng Liên bang Xô Viết. Ông còn tuyên bố nếu cộng sản mà Nga mà đem Satan vào Ba Lan rồi lên đó là ông cởi áo của ông về để chứ mà tại sao chúng mày chạy sang Mỹ? Trời ơi, chúng mày hay thế sao chạy nửa vòng trái đất khổ quá. Chửi nhanh lên, nghe nó chửi. Và thấy chúng tôi nêu lên như vậy có cần thiết để nghe không? Rất là cần. Chúng tôi không ngồi đây để đúng rồi, trời bỏ mẹ đi. Thùng với nhau, trời. Ca ngợi thành tích, hoan hô người này, tổ chức kia không cần. Tôi cũng không thích sự chế độ, nhưng tôi hiểu cần. Một chữ à, nhưng chúng tôi phải nói là những điều này. Và mời quý vị lắng nghe lại lần nữa tiếng nói của thằng Đức Giám Mục và là Nguyễn Thái Hợp. Nó ca ngợi cộng sản và nó bưng bô cộng sản như thế nào? Trái của nó, nhưng đại đảng cũng có mặt trái của nó. Miễn sao tạo công ăn việc làm cho dân để dân không khổ là được. À, khổ nỗi là khi mà tạo cái công ăn việc làm cho khi mà tạo cái công ăn việc làm cho người Việt Nam đó, thì cái bọn ở bên hải ngoại này nó làm gì? Nó xui người ta biểu tình, đập công ty, đập phá cái này, đập phá cái kia, đúng không? Thì làm sao người Việt Nam mình có việc làm? Hả? Mình muốn được có việc làm thì mình phải hiểu được rằng mình đã mở cửa để cho nước ngoài nó vào nó làm ăn. Mà trong khi đó lại nghe lời cái bọn mắt dậy này, đi ra biểu tình đập phá này kia các thứ, xong rồi hò hét nhau đập phá. Nó chủ bụng nó làm cho người Việt Nam mình không, người dân không có công ăn việc làm. Nó đã kêu gọi rằng đừng gửi tiền về để cho cộng sản, để nuôi cộng sản. Cộng sản có nhiều tiền đô ấy, thì sẽ vững mạnh hơn. Đó là nó, ý của chúng nó là đánh vào kinh tế. Nó không cho người dân có công ăn việc làm. Các bạn hiểu chưa? Cho nên cái lũ khốn nạn ở bên này từ xưa đến nay Lisa ghét chúng nó, Lisa nên chửi chúng nó. Bởi vì thấy cái cách của chúng nó làm, chúng nó không có làm cái gì có lợi cho người dân hết, đúng không? Bây giờ các bạn thử nghĩ xem người ta cho, tại sao ở đây cứ phải mở làm đường liên tục, rồi làm cái này làm cái kia. Đôi khi nhiều khi đi xả lái xe qua những cái chỗ mà người ta ngồi, người ta chở xe bát á, nó có những cái kính, cái nhà kính, nhà xung quanh là kính. Thế xong rồi nó đập tan ra, có thằng nào nó cầm gạch nó đáp vỡ ra, thì bắt đầu ông xã mình nói lại bị vỡ. Mình nói thì nó đập ra để nó có việc nó làm chứ. Đấy là cái câu nói chuyện vui thôi. Nhưng mà ý Lisa nói là người ta làm đường để làm cái gì? Để có công ăn việc làm cho người dân, rồi tạo ra những cái này, tạo ra những cái kia, rồi mở cửa cho những cái nước ngoài nó vào nó làm ăn. Thì các ông, các bà ở bên này ấy, xui người ta đi biểu tình, đốt rồi phá, rồi biểu tình rồi phá. Cái đó là nó có cái mục đích của chúng nó. Nó làm như thế để cho người dân mình không có công ăn việc làm. Không có công ăn việc làm, nghèo khổ thì lại đứng lên chống lại cái chính quyền đó. Đó là cái mục tiêu của chúng nó, các bạn hiểu chưa? Chứ chúng nó không thương gì các bạn đâu. Chúng nó chỉ muốn làm cho cái đất nước cái nghèo lụt lụi đi, để cho các những cái người nghèo ấy, người ta không có cái gì để người ta gì ấy, người ta không có công ăn việc làm. Người ta đói, người ta khổ rồi, người ta đi theo chúng nó, đúng không? Chúng nó nhả cho vài đồng đô rồi ấy, người ta đi theo chúng nó để chống lại cái chính quyền đấy, đúng không? Chúng mày giỏi, cái bọn nũ ba que ở bên này giỏi thì làm ra một cái người để cho người ta tin tưởng đi. Không bạo loạn. Nhớ em không? Hiểu cái gì? Nhỏ em không hiểu, nhưng lớn lên hiểu, cái nào cũng có mặt trái của nó chị. Miễn sao tạo cơ hội thu nhập ổn định cho dân. Nhưng mà dân nhà mình đâu có như dân nhà người ta đâu. Khổ lắm cơ. Cái cuộc sống bây giờ nó đang đổi mới, xã hội nó đang tiến lên, đúng không? Thì nhiều cái sự hiểu biết, cái dân trí của mình chưa cao. Nha. Những người có được một tí tiền thì hống hách, không hiểu biết gì cả.
Bây giờ mới là bắt đầu cái sự dân trí thôi. Nó mới là bắt đầu thôi. Nhiều người còn chẳng hiểu cái gì, xong cứ nghe lung tung, xong bắt đầu nói ra những cái giọng chẳng ra đâu vào mới đâu. Không có lý, không có luận, mà cứ chỉ có ngang tàng thôi, cái kiểu như vậy đó. Bây giờ nhiều người nói chứ đa đảng là tốt, về có cái đảng này nó chống cái đảng kia, đúng, tốt với một cái xã hội nó như thế nào. Chứ còn riêng Việt Nam ấy, làm sao mà tốt được. Chỉ có bố mấy mẹ thôi còn đánh nhau vêu cả mỏ lên, rụng cả răng ra đánh cho vỡ cả mặt ra kia. Chỉ có hai ông bà vợ chồng với nhau thôi, cũng không biết nhường nhịn nhau, cũng đánh nhau, cũng này kia các thứ. Không có, giống như người Việt mình máu lắm. Có cái chuyện gì họ không thể nào họ ngồi xuống bình tĩnh để thảo luận được, mà họ luôn luôn phải muốn dùng chân dùng tay. Nói đơn giản hai vợ chồng thôi, đúng không? Yeah. Nếu mà hai vợ chồng mà ngồi được xuống để bàn luận với nhau, để mà tìm ra cách giải quyết thì nó khác. Ngay như cái chuyện ghen tuông hay là cái gì á, người đàn bà chỉ biết ghen thôi, mà ghen một cách mà rất là, nói chung là nhìn thấy nó chả ra làm sao cả. Đó, thế là cứ điên lên rồi cứ làm đủ chuyện như vậy thôi. Làm sao mà đa đảng đây, cái dân mình làm sao mà đa đảng được đây. Như ở bên này nói chung là con người của người ta, làm sao người ta đa đảng được. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau, không hợp nhau, bỏ nhau. Bỏ nhau nhưng người ta vẫn có trách nhiệm với con cái, người ta vẫn đi lại, người ta có trách nhiệm với con cái. Hoặc người ta có thể làm bạn với nhau được. Ngày xưa có cái thằng Tây ở bên cạnh nhà mình ấy kìa. Chồng cũ đến thăm con, xong bắt đầu thấy cái xe nó bị hỏng. Thế là, vợ cũ có baby nữa, có em bé, xong bắt đầu này chở nó đi bệnh viện. Mà trong khi ông chồng ở đây, ông chồng mới là ông đi làm, thì ông chồng cũ tới giúp cho, rồi sửa xe cho này kia các thứ. Người Việt mình có làm được như vậy không? Đúng không? Cái dân trí của mình nó chưa cao. Hai vợ chồng thôi mà đánh nhau loạn xì bằng ngầu lên rồi á. Bố cộng đồng bà que nó ngồi bên đó, nó bỏ mấy đồng ra xúi mấy người trong nước, đến lúc Việt Nam bạo loạn nên bọn nó về hút tay trên. Con người dân thì khó, nói chung là nó về thì nó không về được với cái khả năng của cái nũ ở bên này ấy. Chúng nó chỉ có cái khả năng của nó chỉ vác được lá cờ đi ra đó thôi. Đôi khi á, vác lá cờ còn phải có người, một cái bọn nó tổ chức, nó mang xe đến đấy, nó đón đi nữa, ra để biểu tình nữa. Nó về thì nó không về được, nhưng mà đây là nó có về cái chính trị, chúng ta không có đủ trình độ để mà hiểu được cái chính trị của nó. Nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu, nhưng mà thực tế là chúng nó muốn phá. Nó có một cái thế lực gì, bàn tay đen ở đằng sau. Nó lúc nào nó muốn làm cho cái bọn này, nó đưa tiền cho cái bọn này về phá là nó phá. Các bạn đã nhìn thấy không? Khi mà trước khi Mỹ nó chiến tranh kinh tế với Trung Quốc, nó xui người Việt Nam là phải thù hận Trung Quốc, rồi nó tung tin ra là Trung Quốc thế này, Trung Quốc thế kia. Hai thằng nó đánh nhau rồi nó quay ra nó dùng cái chính trị của Việt Nam để nó tẩy chay cái bọn Trung Quốc, để ý đồ của nó là như vậy. Còn cái bọn mà tay sai thì nó luôn luôn vẫn là tay sai, cái bản chất của nó từ xưa đến nay như vậy. Đúng không? Cứ có tiền là nó chơi thôi, nó không cần biết tổ quốc là cái gì hết. Đúng không? Thế mình có người dân, mình có bà con anh chị em ở Việt Nam hay là này kia thì mình còn nghĩ đến cái lũ ở bên này á. Thử bảo bây giờ có chiến tranh á, nó có dám cho con cái nó về để chiến đấu không? Cái hôm đó Lisa nói thẳng vào mặt chúng nó đấy. Có ông các bà có dám đưa con về không? Chả có thằng nào dám về cả. Đúng không? Nó chỉ được cái nói phét thôi. Nó đủ ăn 97 triệu người, đủ ăn đã khó rồi, chưa nói đến chuyện phát triển.
nay phát triển nhanh nhất thế giới, còn gì bằng nữa, lãnh đạo giỏi nhất thế giới hiện nay đấy các bạn ạ. Chúng ta nhìn lên thì chúng ta không bằng ai, nhưng mà chúng ta nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, đúng không? Phải nghĩ những cái lúc mà mình khổ như thế nào, ngày xưa đói ăn như thế nào, khổ sở như thế nào mới được những cái ngày bình yên, không có bom có đạn, đúng không? Ngày xưa mình bé mình phải đi sơ tán, rồi mình đi nơi này nơi kia trốn bom đạn, những cái lúc đấy ăn không có đủ mà ăn, đúng không? Quần áo không có đủ mà mặc nữa, đó. Mà có khi có 2-3 cái quần thôi, mặc cái này phải giặt cái kia. Mình cũng trải qua những cái tình cảnh như vậy rồi, chứ cũng sướng thì không phải sướng lắm, nhưng đại khái là mình cũng nhìn lại xung quanh mình cũng sướng hơn rất là nhiều người. Nhưng mà cũng có những lúc mình khổ. Sau 27-28 ngày xem Việt Nam đại nhảy vọt ba que tức ói máu. Ây giời, cái bọn đấy, các bạn ở Việt Nam ấy, thấy chúng nó lên mỗi lần, chính mình đây, chính bản thân mình mỗi lần lên đây mở ra xem, chúng nó nghe ngứa tai, cho nên mình ghét chúng nó, mình phải phản biện lại thôi. Chứ còn đối với cái bọn bên này nó chẳng là cái gì đâu bạn. Các bạn làm quần quật suốt ngày, thời gian đâu đi mà đợi chống cộng mới chống que, toàn những cái loe ngoe vài cái ông bà già, rồi những cái thằng nó chuyên môn nó lên trên YouTube để làm YouTube á, thì nó cứ xuyên tạc ra như thế, nó ngồi nó rảnh rỗi, chứ bây giờ mà phải lo kiếm tiền xem có mà chổng mông lên á, sáng đi làm mới tối mịt mới về, nhất là đàn bà ở bên này á, đi làm xong rồi đến tối mịt mới về, xong con cái cơm nước nhà cửa quần quật á. Nói thật các bạn, người phụ nữ ở bên này khổ hơn đàn ông. Chào anh chị em trên diễn đàn. Ở bên này nhiều người cứ bảo sang đây, đúng, đương nhiên Nessa vẫn nói đương nhiên sang đây phải cái cuộc sống nó phải tốt hơn ở Việt Nam, nó là chuyện đương nhiên, nhưng mà mình cũng phải đi làm, mình cũng phải cực khổ, những chị em phụ nữ ở bên này còn khổ hơn ở Việt Nam. Nhiều khi ở bên này đi làm cực khổ rồi về còn hầu hạ chồng con nữa, xong người gặp cái thằng chồng nó tử tế không sao, mấy cái thằng nó kiểu như là nghe cái gì nhỉ, chồng chúa vợ tôi, rất là khổ, rất là nhiều chuyện xảy ra các bạn ạ. Chị em phụ nữ ở bên này mới là khổ, mà không nói được với ai cơ, có cái chuyện gì không biết làm sao nữa. Nhiều khi có những cái thằng chồng nó còn khốn nạn như thế này nữa, nó bỏ vợ, hai vợ chồng bỏ nhau gì xong bắt đầu đánh vợ chứ. Thì cái luật ở bên này á, ví dụ như mà đánh thì mình có quyền mình gọi cảnh sát, nhưng mà cái thằng chồng kia đấy nó bắt thóp được là gia đình của cái con bé này là đi làm không khai thuế, bố mẹ của nó đi làm không khai thuế, thế là nó nói là mày mà báo cảnh sát tao báo sở thuế là bố mẹ mày đi làm không khai thuế, thế là đành ngậm đắng nuốt cay thôi. Bây giờ làm sao, chúng nó đánh cũng phải chịu thôi, bây giờ làm sao đấy các bạn xem đấy. Đó, nhiều thằng ở bên này khốn nạn lắm. Nhưng mà người đàn bà bên này bởi vậy cho nên nó bỏ nhau nhiều lắm. Bên đó phụ nữ đẻ 1-2 tháng đã phải đi làm mà chị. Tùy từng cảnh gia đình. Nếu mà người ta có công việc ấy mà người ta bắt buộc phải đi làm là phải đi làm thôi. Ngày xưa đấy thì cái tầm mà Lisa mới qua đây đấy thì người Việt Nam mình làm may nhiều lắm. Hầu như ai cũng làm may. Tại vì làm may ở nhà ấy, thì nó có cái lợi là mình đưa được con cái đi học đó, rồi cơm nước ở nhà là phụ nữ là thường là hầu như là 10 người thì phải đến 9 người rưỡi là làm may. Tại làm may là nó cứ ở nhà thôi, nhận hàng về, cái thời gian đấy thì nó hàng nó còn được giá. Về sau này bắt đầu nó chuyển hết sang Trung Quốc, nó thuê Trung Quốc làm.
bắt đầu người người Việt mình nó bắt đầu cái giá nó lại rẻ đi, đúng không? Nhiều lắm, ngày xưa nhiều việc làm, ngày xưa làm đã làm may thì kiếm được nhiều tiền, về sau bắt đầu Trung Quốc vào bắt đầu đưa hết sang Trung Quốc nào đó, đưa sang ví dụ một cái áo như thế này gì, cái mẫu nó là như thế này gì, nó chỉ việc sang đấy nó cắt xong nó có máy nó mà tiền công nó lại rẻ, các bạn hiểu không? Xong rồi á, nó đưa về đây, ví dụ một cái áo nó đã thành như thế này rồi, xong rồi nó còn thiếu một cái gì đó, chẳng hạn thiếu một cái like, một cái gấu hay là một cái cúc hay là đóng cúc, thì bắt đầu nó về đây, nó thuê người ở đây làm. Làm thì rất là rẻ, đính cái mark này vào đây thôi thì mấy sen thôi chẳng hạn như vậy. Xong bà nó nói là làm ở Úc thì cái giá tiền nó sẽ cao lên một tí. Nó thông minh như thế cơ mà, những cái người người ta làm ăn ở đây người ta luôn luôn như vậy. Đó, cho nên cái tổng thống tổng Mỹ đó nó muốn là nó đánh thuế cao lên để cho hàng của Trung Quốc không nhập được vào Mỹ, đúng không? Thì nó muốn là những cái công ty của Mỹ đấy phải quay trở lại Mỹ để làm, để cho nhiều người dân của Mỹ có công ăn việc làm. Cái suy nghĩ nó rất là hay. Nhưng mà cái người người ta làm ra những cái chẳng hạn những cái iPhone, những cái gì đó, ví dụ làm trong nước nó chỉ được lời có 2 đồng thôi, nhưng mà nó mang ra nước ngoài nó lời gấp đôi, gấp mấy cơ. Thì tại sao nó lại quay về Mỹ nó làm gì? Tại vì cái đồng lương ở Mỹ rất là cao, đi làm cao, đúng không? Nếu mà có việc phải trả cho cái người đấy là trả đủ các thứ, nào là trả tiền bảo hiểm bệnh, trả tiền cái bảo hiểm công việc, rồi cái gì có cái lọ cái chai, rồi trả tiền hưu đó, cho nên rất nhiều loại trả. Nhưng mà nó sang Việt Nam thì cái hoặc là Trung Quốc thì cái giá trị tiền nó thấp hơn đó, mà làm thì cũng như thế thôi, đúng không? Ví dụ như làm ở Úc, những cái đồ làm may này làm ở Úc nhưng mà toàn người Việt Nam làm thôi thì cũng thế thôi, mà chính mang sang những cái nước kia người ta làm lại cẩn thận hơn nữa đó. Cho nên là những cái công ty mà nó sản xuất ra những cái phone hay là những cái gì đó, nó tội gì nó quay trở lại về Mỹ, quay trở về Mỹ nó làm không công à? Người dân tin tưởng nhà nước đó chứ không người dân giết hết bọn nó rồi. Em chào chị Lisa Vũ và anh chị em trên diễn đàn, chào em Diệu San. Không có ba que vào nhỉ. Đi là cái gì bọn ba que. Cho nên là mà các bạn cứ lên trên YouTube ấy xem là chúng nó đưa tin nào là Trung Quốc thế này, Trung Quốc sắp chết rồi, bị Mỹ nó đánh chết rồi, rồi thế nọ thế trai, mẹ không biết, chưa biết thằng nào chết trước ạ. Cái thứ nhất, người dân đi làm, ví dụ đi làm kiếm được cái mức lương như vậy, đúng không? Nó dùng đồ Trung Quốc thì nó thừa nhiều tiền. Nhưng mà khi nó dùng những cái đồ mà sản xuất tại Mỹ thì nó thừa ít tiền. Thì bây giờ cùng một cái thứ, ví dụ như cái cốc, cái chén này sản xuất ở Mỹ nó những 10 đồng một cái, mà mua của Trung Quốc nhập vào mình mua có 2 đồng. Bây giờ mình dùng cái gì, đúng không? Trong khi phải đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền phone, các thứ loại tiền ở trong cái đất này đó, thì những cái dụng cụ thì người ta dùng những cái đồ rẻ hơn hay là những cái đồ đắt hơn, đúng không? Nói đơn giản như vậy thôi. Cho nên là khi mà Mỹ hàng của Trung Quốc không vào được nhá, mà cũng mất đi bao nhiêu là công nhân, rồi nó đuổi bao nhiêu là công nhân, tại những cái sản phẩm của nó bây giờ nó làm ra không có người mua. Người ta phải ví dụ như là người ta làm 10 đồng, đúng không? Người ta dùng đồ của Trung Quốc người ta thừa được 5 đồng. Bây giờ người ta dùng đồ Mỹ người ta thừa được có 1 đồng. Thế bây giờ các bạn, nếu là các bạn là người tiêu dùng, các bạn dùng hàng nào, đúng không?
Nó đơn giản vậy thôi. Tại hơn nữa những cái model, những cái đồ ấy, nó luôn luôn nó mới. Nó luôn 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 mới đúng không? Chốc nó lại thay cái tivi kiểu này, tivi nó có đủ các thứ, nhát nó lại thay cái kiểu này. Mà mình mua một cái mình dùng ngày mai nó lại đắt đồ của Mỹ. Ok, ngày mai nó lại ra cái kiểu khác, tiền mẹ đâu mà mua. Nó đơn giản vậy thôi. Gì chém. Ba que đây. Xuân. Ba que đây à? Ba que đây, ba que phản biện đi. Nói thật anh chị em, anh em xin lỗi, chống cộng cực đoan, em thù em ghét tận xương, tùy muốn chôn sống luôn. Bởi vậy cho nên là những cái mà chúng nó chống ấy, nó lại phản lại cái hiệu quả của chúng nó. Tại vì chúng nó càng chống bao nhiêu ấy thì càng làm cho cái người, người ta, dân người ta căm ghét chúng nó bấy nhiêu. Mình đâu có thù hận gì chúng nó đâu. Nói thẳng cho các bạn biết là Lisa không có thù hận chúng nó. Tại vì mình đâu biết chúng nó là ai đâu, đúng không? Mình chỉ biết là cái thời gian đấy là ok có chiến tranh, là Mỹ nó bỏ bom vào đầu mình, xong đó, hòa bình rồi, xong, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng biết chúng nó là ai nữa. Nhưng mà khi sang đây này, mới thấy được chúng nó dương cái cờ của chúng nó lên, rồi lúc đó mình mới biết chúng nó là ai, rồi cái chuyện nó như thế nào và chúng nó chống làm sao. Nếu chúng nó không có dương những cái rẻ rách cờ ba que sỏ lão của nó lên thì mình đâu biết nó là ai đâu. Mình đâu có thù nó. Nó chống ai kệ bà chúng nó, nhưng mà nó chống mà làm tốt cho mình thì không nói làm gì. Đây nhưng mà nó chống nó lại để làm cho dân mình khổ, cho anh chị em mình khổ. Công ăn việc làm thì không có. Muốn nữa có được cái công ăn việc làm là phải đi xin xỏ rồi, đúng không? Sự thật nó là như vậy. Mình không có cái là ở Việt Nam không có hối lộ để có được cái công ăn việc làm, đúng không? Tại vì nó quá hiếm công ăn việc làm đi. Thế bây giờ cứ công ty này vào, công ty kia vào, dân mình đâu có phải đi đút nót mà người ta phải cần công nhân thì nó phải đi tìm công nhân, đúng không? Đây nó làm những cái chuyện mà để cho dân mình không có công ăn việc làm. Và nó muốn cái mục tiêu của nó, mục đích của chúng nó là nó muốn như vậy. Đó là lý do tại sao mà nó nói là mình đừng gửi tiền về Việt Nam, để cho cộng sản nghèo đi rồi người dân tự đứng lên để chống lại cộng sản. Đó là kiểu của chúng nó như vậy. Lên luôn làm sao? Chính phủ Mỹ giờ còn muốn kết thân với Việt Nam để tạo thế kìm hãm Trung Quốc. Từ lâu rồi. Mấy ông bà chống cộng coi chừng chính quyền Mỹ làm vật tế thần cho chính quyền để lấy lòng Việt Nam. Đúng rồi. Cho nên là cái đường nối của Việt Nam đi rất là hay. Tao không có chống mày, tao không chống Trung Quốc, mà tao cũng không có chống Mỹ. À, thằng nào muốn làm ăn với tao, tao vẫn cứ làm ăn bình thường. Tao không có chống thằng nào hết. Nhá, cứ bê hòa bình, cứ bắt tay thằng nào muốn bắt tay làm ăn thì bắt tay làm ăn, rất là hay. Mà ngày xưa Lê Sà nói chuyện với có một người ở Singapore đó. Cái chú đấy, chú làm về những cái đường ống nước. Về những cái ống nước. Mà chú nói một câu này mà Lê Sà muốn thấy là cái kiểu của người Việt Nam cũng có cái hay của họ. Những cái đường ống nước đó mà không biết làm sao về Việt Nam muốn làm ăn ở người Singapore đấy, muốn làm ăn là muốn làm hết những cái đường ống nước rồi này kia ở Việt Nam, nhưng mà cuối cùng không có ký được hợp đồng đó. Rồi điện nữa, điện á, Việt Nam cũng tự mình làm hay là như thế nào bây giờ thì như sao không biết, nhưng mà cái đó là đúng. Tại vì nếu mà mình để cho nước khác nó nhảy vào, nó control hết, nó lãnh đạo hết những cái gì ở trong đất nước mình, thì chẳng hạn như điện đung các thứ, nước nung các thứ ấy, thì cái đấy rất là nguy hiểm, đúng không? Nhiều cái Việt Nam làm rất là hay, xả thấy rất là hay. Tại vì bây giờ mình nghiêng về Mỹ ấy, thì Mỹ nó sẽ dùng mình. Và mình nghiêng hẳn về Trung Quốc thì Trung Quốc nó cũng sẽ dùng mình.
hai thằng ấy nó đánh nhau mà nó muốn muốn tương nhau mà. Rồi bây giờ Mỹ nó không, nó bây giờ nó chơi Trung Quốc đó, chơi không lại được. Bây giờ nó muốn chơi cái thằng Vezuna đó, nó sang đấy để nó điều khiển cái giếng dầu, mấy cái giếng dầu đấy đó, cái đấy rất là quan trọng cho thế giới. Bây giờ nó muốn sang đấy nó điều khiển cái đó nữa, cho nên nó phải làm cái chuyện như vậy. Còn á, cái bọn ba que nó mong ước là như tổng thống Tổng nó làm như thế với Việt Nam, nhưng mà nó đã từng làm như thế với Việt Nam rồi mà, đúng không? Nó đã từng dựng lên một thằng Diệm, Ngô Đình Diệm để làm tổng thống Việt Nam, nó đã từng làm như thế rồi nhưng mà nó bị thất bại. À, mà chính cái bọn Việt Nam Cộng Hòa đã từng có cơ hội để giữ cái đất nước của nó mà, nó nói nước của nó mà, nhưng nó đâu có làm được đâu. Bây giờ còn đòi Mỹ nó ủng hộ cho đời đấy, xuống đi thiêu xong rồi cũng chưa được. Ừ, về đây chém anh đi nè. Ai vậy, sao đe nhau chém à? Việt Nam tự do độc lập vậy, tự chủ vậy, phát triển như thế, tỷ phú có vài người nhưng triệu phú đếm không xuể. Nó ăn thật ra nếu như người Việt Nam ấy mà chịu khó suy nghĩ, chịu khó làm ăn ấy, thì rất là dễ kiếm sống. Bây giờ, hiện bây giờ, cái thời buổi bây giờ là cái mà rất là có lợi để cho những người chịu suy nghĩ và những người chịu đi làm ăn. Tại vì nó đang rất là dễ. Sau này khi mà nó ổn định rồi ấy, thì các bạn nên nhớ rằng nó sẽ không có được cái sự làm ăn dễ dàng như vậy nữa đâu. Sẽ từ từ đi vào khuôn khổ như ở bên này. Tại vì khi mà các bạn ở bên này, các bạn muốn làm một cái gì ấy, nó đều có luật pháp hết. Đừng có nói là đi ra về hè kia, mấy bà trồng mấy mớ rau, mớ hành, mấy này, mấy cái củ tỏi mang ra ngoài bán, mắt la mày lém. Mình đi qua tự nhiên các bà đứng hết lên, vơ cái hộp ấy chạy. Mình bảo, ủa, không biết chuyện gì vậy. Mình đứng mình nhìn, thì một bà quay lại, không phải đâu. Các bạn biết tại sao không? Tại vì mấy bà ấy tưởng là có mấy cái người, người ta đuổi mấy cái người ngồi về hè đấy, gọi là cái gì, chợ về hè đó. Người ta không cho mấy cái người buôn bán ở đó. Tại vì lý do làm sao? Để những cái người đấy buôn bán như thế thì sẽ không có công bằng với những cái người có tiệm ở bên trong, đúng không? Vì khi ở trong người ta cũng có hành, có tỏi, có này kia, các thứ người ta bán, đúng không? Người ta bán với cái giá mà người ta buôn bán. Còn các bà ấy, trồng rau, trồng cỏ, trồng này, trồng kia, các bạn cứ bày ra đây bán rẻ hơn những người ở bên trong, người ta đóng thuế. Thì những người ở bên trong ấy, người ta có rất là có thiệt cho người ta nữa, đúng không? Nó ở Việt Nam thì bảo là đuổi mấy cái người ngồi về hè đấy, thì người này người kia nói là tại sao lại dã man thế, người ta làm ăn như thế. Nhưng mà những cái người về hè đấy buôn bán không đăng ký nè, cái đồ ăn của họ có được an toàn không? Nếu như mà không an toàn đấy thì các bạn ăn vào rồi có cái chuyện gì, các bạn kêu ai bồi thường cho các bạn, đúng không? Cái đó là lý do tại sao người Việt Nam bây giờ người ta đang từ từ, người ta không có một phát người ta làm ngay, mà người ta đang từ từ người ta cho vào khuôn khổ, đúng không? Việt Nam mình rất là đông người, mà những cái người buôn bán mà tại vì người ta vẫn còn nghèo thì người ta thường chảy bữa đó, không có luật pháp. Thế bây giờ người ta phải làm từ từ và để cho cái chính cái người dân ấy người ta hiểu được lý do tại sao phải làm như vậy. Bây giờ mình á, mình đi ra tiệm, ra shop, mình mua đồ, mình mua một bình sữa thôi, mình cũng giữ lại cái receipt, cái hóa đơn để làm gì, chẳng may bất cứ mình ăn uống cái gì nó có cái chuyện gì thì những cái công ty lớn đấy, mình vào những công ty lớn mình mua đấy thì nó có bảo đảm hơn. Tại vì cái công ty lớn nó bỏ một số tiền rất là lớn ra để nó buôn bán, thì cái những cái gì của nó, những cái product của nó, những cái đồ dùng của nó phải có bảo đảm, các bạn hiểu không? Nếu mà nó để xảy ra một cái
là cả một cái công ty của nó sẽ bị sập. Đó là lý do tại sao mình thích đi vào những cái nơi đấy, kể cả nó mua nó đắt hơn một tí ở bên ngoài, nhưng mà mình vẫn cứ thích mua. Nó là có cái sự bảo đảm an toàn cho mình. Thì bây giờ Việt Nam họ đang muốn làm như vậy đó, chứ không phải họ muốn đàn áp người dân hay là cái gì. Người ta đang muốn bảo vệ cho những người tiêu dùng. Các ông các bà cứ gói xôi, gói xiếc, gói bánh trưng, ví dụ vậy. Nghĩ ra lấy ví dụ những cái thịt thung các thứ không biết là lấy từ ở đâu ra, cứ bày ra bán. Xong mấy mẹ đi ra cứ thế mua thôi, lợn thối, lợn chết hay là lợn cá ươn, cá ôm gì đó. Xong rồi ăn vào, xong rồi lăn đùng ngã ngửa ra đấy chết. Thì ai chịu trách nhiệm, đúng không? Khi cái người ta đuổi những cái người kia đi để bảo vệ cho những người tiêu dùng thì lại bảo người ta dã man. Mười năm nữa, Phú Quốc sẽ là một thiên đường của thế giới. Việt Nam và khốn khổ sau này muốn làm ăn cũng khó khăn lắm, không có phải đơn giản đâu. Những người cho nên là bây giờ các bạn nào có đầu óc suy nghĩ làm ăn thì cố gắng mà làm ăn. Chứ ở bên này muốn mở một cái tiệm đâu phải dễ dàng đâu. Phải có trong tay mấy trăm ngàn á mới làm được. Mấy trăm ngàn lấy đâu ra tiền bây giờ, đẻ được bao nhiêu năm mới đẻ được. Rồi làm chủ vất vả lắm. Đã vất vả như thế con đầu óc á. Đó. Vất vả với chân tay nhưng mà cái đầu óc của mình lại còn vất vả nữa. Đó. Chứ đâu phải sống cứ ăn là đủ đâu. Cứ có ăn là sướng đâu, cái đấy không phải. Mình biết suy nghĩ thì mình sống ở đâu mình vẫn sung sướng thôi, hạnh phúc thôi. Còn mình không có cái không biết biết đủ á, mình không biết cái sự suy nghĩ của mình nó không có tích cực ấy, thì cho dù mình có sống trong một cái lâu đài đi chăng nữa mình vẫn cứ khổ. Tại vì lúc nào mình cũng muốn là mình có cái này mình phải bằng người ta hay là mình phải hơn người ta thì mình phải đâm đầu cắm cổ mình ấy thôi. Ok. Vừa mới ăn no xong ngồi đây tâm sự nói chuyện với các bạn cho vui. Bây giờ đi thể dục thể thao đây. Đó, già rồi giờ phải chịu khó thể dục thể thao nhá các bạn nhá. Người ta có cái câu gì nhỉ? Khi trẻ thì bán sức khỏe để lấy tiền, còn khi già thì thì mua, dùng tiền để mua sức khỏe. Cho nên là luôn luôn mình cũng luôn luôn tự động viên mình chịu khó tập thể dục, chịu khó tập thể dục vào, đúng không? Bạn nào mà chưa thể dục thể thao thì bây giờ bắt đầu đi nhá. Nhất là những bạn gái, bạn trai gì cũng vậy, anh chị em chịu khó tập thể dục thể thao, đi nhảy đi nhót, đúng không? Ai thích đi nhảy thì đi nhảy, ai thích thể dục thể thao thì đi thể thao. Rảnh rỗi vài ba chị em xúm nhau vào rồi đi đi bộ đi này kia các thứ, nó rất là tốt cho sức khỏe của mình sau này. Như mẹ Lisa đó, ít khi đi ra ngoài lắm, không có thích đi đâu hết. Bây giờ ngồi một chỗ giống như bệnh tật yếu lắm. Nhưng mà bố thì 80 tuổi vẫn đi nhảy luôn, rất khỏe mạnh. Đó là một cái sự đầu tư cho sức khỏe sau này của mình đó. Ok nhá. Chúc các bạn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ. Nói thế thôi nha. Bye bye.